tại sao mọi người lại nói con rủi này là vua của tất cả các dòng rủi vì nó đang đứng top đầu của những dòng rủi. Thứ nhất là con rủi mã đào Thái Lan này, bản thân nó to hơn và cái trọng lượng của nó là từ 5 đến 6 kg. Và thứ hai là bản thân nó sinh sản nhiều hơn. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, cùng với nắm bắt được nhu cầu của thị trường, chị Võ Thị Ngân ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã lựa chọn con rúi là vật nuôi phát triển kinh tế của gia đình. Nhờ ham học hỏi, chị Ngân đã nắm được quy trình nuôi rúi sinh sản và cho thu nhập cao từ nuôi con rúi mốc đại Trung Quốc và rúi má đảo Thái Lan. Quý bà con nào muốn giao lưu học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi của chị Ngân thì hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Xin chào quý bà con, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngân, hiện đang chăn nuôi giống động vật hoang dã, có địa chỉ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Với những sự thắc mắc của bà con thì hôm nay tôi sẽ là chia sẻ cho bà con về cái hiệu quả kinh tế của con rủi mã đào Thái Lan và con rủi mốc đại Trung Quốc. Chị Ngân cho biết, con rủi mã đào Thái Lan được ví như vua của các loài rủi bởi vì rủi mã đào có trọng lượng cơ thể lớn với cân nặng lên tới 5-6 kg, có khả năng sinh sản rất tốt. Có giá thị trường cao, một năm một con rúi má đào mẹ sinh sản có thể cho thu nhập từ 16 đến 18 triệu sau khi đã trừ đi chi phí thức ăn và nhân công chăm sóc. Còn với con rúi mốc đại Trung Quốc có cân nặng hơn 3 kg trên một con, một năm rúi sinh sản 3 lứa, mỗi lứa từ 3 đến 5 con. Sau khi trừ chi phí nhân công chăm sóc, chi phí thức ăn thì một con rúi mốc đại mẹ sinh sản cho thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng trên năm. Tại sao mọi người lại nói con rủi này là vua của tất cả các dòng rủi vì nó đang đứng top đầu của những dòng rủi. Thứ nhất là con rủi mã đào Thái Lan này, bản thân nó to hơn và cái trọng lượng của nó là từ 5 đến 6 kg. Và thứ hai là bản thân nó sinh sản nhiều hơn. Và thứ ba nữa là giá đang xuất bản ngoài thị trường thì cũng cao hơn so với các dòng rủi khác rất nhiều. Như trang trại chúng tôi thì đã chăn nuôi rất là nhiều năm và đối với một con mẹ sinh sản của con mã đào Thái Lan và một năm mà mình trừ đi tất cả các cái chi phí nhân công cũng như là nguồn thức ăn thì một con mè sinh sản có thể mang về cái thu nhập cho gia đình từ 16 đến 18 triệu trên một năm. Đối với con rủi mốc đại Trung Quốc thì bản thân nó tuy nhỏ hơn so với cái con rủi mã đào Thái Lan. Nhưng mà một năm cái trọng lượng của nó cũng tối đa cũng từ 3 kg đến 3 kg 2 và một năm nó cũng sinh sản 3 lứa và một lứa cũng từ 3 đến 5 con. Và sau khi mà mình trừ hết tất cả những cái chi phí nhân công cũng như là nguồn thức ăn thì một con rủi mốc đại Trung Quốc cũng mang về cái thu nhập cho gia đình từ 8 đến 12 triệu đồng trên một năm. Hiện nay nhiều bà con đã biết được nuôi rúi có nhiều ưu điểm như nuôi nhàn, chi phí thấp, con rúi ít bệnh, giá bán cao nên cũng muốn chăn nuôi nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Chị Ngân chia sẻ, thứ nhất là bà con cần nắm được kỹ thuật làm chuồng trại và cách chăm sóc chăn nuôi. Thứ hai là chất lượng con giống đầu vào phải khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Đối với con rúi sinh sản, phải đẻ ít nhất từ 4 con trở lên thì mới đạt tiêu chuẩn. Để nắm được chi tiết những điều này, bà con hãy đến trực tiếp trại chị Ngân tìm hiểu cụ thể. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Khi mà bà con muốn chăn nuôi mà đạt được cái hiệu quả thì bà con phải nắm vững được những cái yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất là yếu tố kỹ thuật làm chuồng trại và chăm sóc chăn nuôi. Và thứ hai là chất lượng con giống đầu vào. Đối với chất lượng con giống đầu vào thì con giống đầu vào của bà con là phải khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Và đối với cái con sinh sản là cái con sinh sản phải đẻ từ 4 con trở lên. Rúi mốc đại và rúi má đào có nguồn thức ăn tương tự nhau, bao gồm ngô, chè, mía, thần khoai mì, thần cỏ voi. Con rúi mốc đại có trọng lượng nhỏ nên buổi chiều chị Ngân chỉ cho ăn một khúc chè, thần khoai mì hoặc thân cỏ voi khoảng 10 cm và 20 đến 25 hạt ngô. Còn đối với con rúi má đào có trọng lượng cơ thể lớn nên chị sẽ cho ăn gấp đôi con rúi mốc đại Trung Quốc. Chi phí thức ăn trong một ngày của một con rúi mẹ sinh sản dao động từ 500 đến 1.000 đồng trên ngày. Đối với rúi bầu trước khi sinh sản, chị Ngân thường bổ sung thức ăn chứa nhiều chất bột như cơm nguội trộn với bột ngô, bột gạo, bột khoai để tăng cường lượng sữa cho rúi. Đối với con thương phẩm,
chị sẽ cho ăn lượng thức ăn gấp đôi so với con sinh sản để nhanh phát triển và xuất bán. Đối với cái nguồn thức ăn của con rủi mã đào Thái Lan và con rủi móc đài Trung Quốc này, thì đối với hai con này nó ăn giống nhau. Nó cũng ăn ngô, tre, mía và thân khoai mì, thân cỏ voi. Con rủi móc đài thì bản thân nó nhỏ hơn, thì mình sẽ là buổi chiều mình cho ăn một khúc tầm 10 phân hoặc là 20 đến 25 hạt ngô. Còn đối với cái con rủi mã đào Thái Lan thì bản thân nó to hơn, cũng là thức ăn như vậy nhưng mình sẽ cho ăn gấp đôi so với cái con rủi móc đài Trung Quốc. Với cái chi phí thì một ngày đối với một con mè sinh sản nó ăn rơi tầm từ 500 đồng đến 1.000 đồng trên một ngày. Còn đối với những cái con sinh sản thì trước khi nó bắt đầu sinh sản thì bà con phải là để ý và bổ sung những cái chất bột cho nó. Ví dụ như là cơm nguội trộn với bột ngô, bột gạo hoặc bột khoai để bổ sung cái lượng sữa cho con ở trong bụng. Và khi mà con mè sinh ra thì con sẽ khỏe mạnh hơn, phát triển đều hơn. Và đối với cái chăn nuôi cái con thương phẩm thì bà con phải lưu ý là bà con có thể là cho ăn cái trọng lượng gấp đôi lần số con sinh sản để nó một năm nó sẽ đạt được cái trọng lượng cho bà con để bà con xuất chuồng là vừa. Thì một tuần mình nên là bổ sung một khúc tre, sau khi hết một khúc tre thì mình có thể là bổ sung lại một khúc tre khác. Và những cái nguồn thức ăn của nó thì mình phải đảm bảo được không bị ôi siêu, nấm mốc. Bữa tối mình cho ăn xong thì buổi sáng mình có thể là đi thay hết những cái thức ăn cũ đó đi và mình lại bỏ thêm cái thức ăn mới vào cho nó. Chuồng trại chăn nuôi rúi có thể tận dụng lại các nhà xưởng bỏ hoang, cải tạo lại là có thể chăn nuôi được. Chỉ cần có mái che và tường không để nắng chiếu trực tiếp vào, cũng như mưa lùa vào chuồng rúi. Nhiệt độ trong chuồng nuôi phải duy trì ở dưới 35 độ C trở xuống. Như bà con nhìn thấy đây, các ô chuồng nuôi rúi mốc đại được chị Ngân làm từ gạch men 50 x 50cm. Với con rúi mã đào, sẽ dùng gạch 60 x 60cm để ghép ô chuồng. Đối với chuồng trại, thì chuồng trại thì bà con có thể là tận dụng lại được những cái nhà xưởng, nhà hoang hoặc là những cái miếng đất trống hoặc những cái nền nhà bà con để không. Đối với trại thì bà con phải có mái che hoặc là tường, không để ánh nắng trực tiếp dòi vào hoặc là mưa gió lùa vào con giống. Và cái nhiệt độ ở trong chuồng thì phải đảm bảo được từ 35 độ C trở xuống. Còn đối với chuồng của con rủi móc đài Trung Quốc và con rủi mã đào Thái Lan này, thì đối với cái con rủi móc đài Trung Quốc thì bản thân nó nhỏ hơn, thì mình cũng chỉ cần là tận dụng là những cái viên gạch men hoặc gạch lối, mình về mình ghép lại và mình làm ô chuồng từ 50-50. Đối với cái con rủi mã đào Thái Lan thì cái ô chuồng của nó là mình phải làm từ 60-60, vì bản thân con rủi mã đào Thái Lan là cái trọng lượng nó to hơn. Trên đây, chị Ngân vừa chia sẻ tới bà con cách chăm sóc, chăn nuôi và lợi nhuận kinh tế của rúi mã đào Thái Lan và rúi mốc đại Trung Quốc. Bà con nào muốn chăn nuôi loài động vật hoang dã này thì hãy đến trực tiếp trại chị Ngân để được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi và được cung cấp những con giống chất lượng, được tuyển chọn qua nhiều giai đoạn. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Khi mua con giống bên trại chị Ngân, bà con sẽ được đội ngũ kỹ thuật của trại hỗ trợ trong suốt quá trình chăn nuôi, được cung cấp đầy đủ các giấy tờ nguồn gốc, được bảo hành sức khỏe rúi giống trong nhiều ngày, được bảo hành sinh sản trong 2 năm đầu tiên và được bao tiêu đầu ra lâu dài với giá ổn định qua các năm. Khi bà con muốn tìm hiểu hoặc là bắt tay vào chăn nuôi con rủi móc đài Trung Quốc và rủi mã đào Thái Lan này, thì tôi cũng xin mời bà con đến trực tiếp trại trang trại chúng tôi. Thì bản thân tôi cũng như là bên trang trại sẽ có anh em bên đội kỹ thuật sẽ chia sẻ những cái kỹ thuật về chăm sóc chăn nuôi và cũng như là kỹ thuật làm chuồng trại. Và đặc biệt bên trang trại chúng tôi thì hàng tháng sẽ cử kỹ thuật đến tận nhà bà con để xem bà con chăm sóc chăn nuôi như thế nào và bà con cần hỗ trợ những gì. Kỹ thuật sẽ hướng dẫn cho bà con chăn nuôi và phát triển.